Diện tích gieo trồng toàn vụ đông xuân là gần 38.600 ha, đạt 103% kế hoạch, tăng 14% so với vụ đông xuân năm trước. Trong đó, diện tích lúa gieo trồng gần 8.700 ha, năng suất bình quân 65,8 tạ trên 1 ha, sản lượng trên 28.650 tấn. Bắp gieo trồng được gần 2.000 ha, năng suất bình quân 70,2 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt gần 3.400 tấn. Rau hoa các loại gieo trồng lần lượt là trên 23.500 ha và gần 3.500 ha.